cả nhà, bây giờ mà mọi người cùng ready với Quỳnh ha. Bữa nay là buổi sáng chủ nhật thì mình làm buổi thông thường thì tiệm nail ở bên này là 10 giờ hay là 11 giờ. Trong khung giờ từ 10 giờ đến 11 giờ người ta sẽ mở cửa vào cuối tuần. Có nhiều tiệm thì đóng cửa vào cuối tuần là vào chủ nhật. Thì nhưng mà tiệm mình thì mở cửa là lúc 11 giờ. Thì tranh thủ buổi sáng thì mình đi ăn sáng với bạn mình, rồi mình chuẩn bị ha, mình trang điểm sơ sơ nhẹ nhẹ, thì giờ mọi người cùng theo mình chuẩn bị đi ăn sáng ha. Rồi mình sẽ inbox một cái nước hoa mình mới mua ra của Ariana gì đó, thì mọi người cùng máy ha. Thế là chuẩn bị xong rồi các bạn đó, nhìn thấy không, thấy khác liền đó. Bây giờ thì mình sẽ đập hộp nha. Hôm trước Christmas đó, cái gia đình của bạn mình có tặng cho mình một cái thẻ gift là 25 đô, thì mình vào cái Âu Tòa mình sẽ mua những đồ trang trang mỹ phẩm mà mình cần á đó. Thì đây nè, cái Ulta này thấy không, thì mình có mua một loại là water, đây là cleaning water này, cái nước hoa hồng đó. Khi mình trang điểm xong mình rửa mặt rồi đó, mình sẽ mua mấy cái loại này. Mình mua hai hộp, hai bịch mà clean makeup chính đó, mình mua hai cái này. Thì mình mua cái loại này là cleansing towel mà hai tray này, cho nó có nhiều loại lắm nhưng mà mình thường mua cái loại này, tại vì mua loại này nó hợp với cái da của mình á, nó không có bị ngứa, nó cũng ấy. Nên hoặc loại này ha, nó nhẹ dịu lắm đó. Mua loại này đây là nè. Đây là sản phẩm chính hôm nay là mình mở hàng này, phải không? Can You Next là cái bài nhạc của Ariana Grande nè. Đấy, đấy. À, bây giờ mình sẽ mở hộp ra đây nó như thế nào nhé. Thì để mình coi thử cái hộp này là bao nhiêu tiền. Hộp này là 62 đô. Là 3.4 oz. Nó có một loại là 1.7 oz. Mà 52 đô mà 3.4 oz á, là 3.4 oz mà 62 đô là hơn có 10 đô thôi. Tại vì cho nên là mình mua, tại vì cái oz nó double. Tại sao là năm mình trả tiền 52 oz, 52 đô cho 1.7 oz mà mình không trả thêm 10 đồng nữa để mình mua được 3.4 oz đúng không? Đó.
hộp nó đẹp chưa? Mọi người thấy không? Đây mình gỡ ra ha. Cái, để mình coi thử cái hàng này là EO nè, P nè. Cái hàng đây là hàng loại EO này nha mấy bạn, chứ không phải là hàng perfume. Nếu mà mua hàng perfume ở trong Macy á thì nó mắc hơn. Nó có 3 dòng lận, một cái là perfume, một cái là eau de, một cái là toilet á. Rồi cái này cho nó cứng đi ta. Đó, giờ mình mở ra được. Rồi cho nên các bạn nào mà mua mắc tiền á là phải để ý cái dòng mà phải để ý cái dòng đây ha. Cái dòng mà là thường rồi, cái dòng đây là loại level 2 3 rồi. Còn cái dòng mà perfume á là tinh chất luôn á, là cũng cùng loại nhưng mà tinh chất luôn á, là mắc tiền hơn. Đó. Rồi, lên đi. Đây mấy bạn, đẹp chưa? Đấy, mấy bạn ơi đây nè. Đây là nước hoa. Thấy dễ thương không? Thấy trái tim. Đây là rất là good cho Valentine luôn á mấy bạn. Chúng ta trái tim. Cái một cái nước hoa này, trái tim này á là mình có thể để điện thoại cũng được luôn nè. Mình để làm cái kệ đồ á, cái kệ đồ này. Ha, dễ thương không? Cái đây là cái nước hoa đây. 3.4 ao ha. Đây. Mình để kiểu này cũng dễ thương nữa nè này ha. Để kit luôn mấy bạn. Thế bây giờ ok. Cái phía trên này cũng dễ thương này màu hồng. Để mình coi thử. Giờ đây mình coi cái mùi thì mình xịt mà đi ăn. Ok. Mùi nó ngọt ngọt các mấy bạn. Đấy. Để mình lấy cái hộp này ra mình. Mùi nó ngọt lắm mấy bạn ơi, thơm lắm. Thơm ngọt nghe ghê. Mùi giống mùi kẹo. Mình thích những cái mùi nước hoa mà thơm nhẹ dịu á. Dễ thương, mùi dễ thương lắm. Mình xịt, thường nước hoa mình xịt chỗ này, mình xịt chỗ này, hay là mình xịt chỗ này chút. Tại vì mình sẽ ấy nó sẽ lan ra. Chứ còn mình xịt dài là nó không được, nó không đúng. Giờ mình sẽ xịt chỗ này chút. Chết mẹ. Đấy. Thơm quá. Giờ cái nắp nó hơi cứng nè, cái nắp nó cũng cứng. Đây. Nhưng mà không sao, nó cứng nhưng nó an toàn. Nhà thương chưa? Ariana ha. Giờ mình ready for ăn mình ready ha, mình chuẩn bị đi ăn. Thì cảm ơn các bạn một lần nữa đã theo dõi kênh của Quỳnh Vlog. Thì có những điều nào hay hay á thì mình sẽ chia sẻ ha. Thì các bạn muốn mà mua nước bờ hoa cho người yêu á thì mình recommend cái này, nó thơm dễ thương, với là nó ngọt ngào á, kiểu tình yêu đúng không? Là $62 mà các bạn mua loại nhỏ hơn á là $52. Rồi mà nhỏ hơn nữa là $42 sao đó. Trên là, nhưng mà đừng mua nhỏ, tại vì mua nhỏ nó có một ao à, mà một ao thì nó không biết, mình không biết là cái shape của nó, là cái hình hài của nó giống như không, hay là nó hình hài nó giống như cái mấy cái cây mà đi travel nó nhỏ nhỏ đó. Đây đó, dễ thương ha. Thì cảm ơn các bạn một lần. Mình ước thì mình có thể, với bạn nào order á, mình có thể mua, mình gửi gì mình, nhiều khi mình bán cũng được. Nhưng mà họ nghiệt nói là nước kho người ta không cho gửi nhiều đúng không mấy bạn? Nó không có cho gửi nhiều. Cho nên là mỗi lần mua nước kho á là mà phải mua đủ loại hết. Mình mua rồi xong mình để vào nước hoa này. Chứ không tiền phí nó cao á, mình cũng uổng. Tiền phí mỗi, ví dụ mình một chai là không có tính tiền rồi đúng không? Rồi chai thứ hai đó là tính $15, thì bạn nào muốn thì $15 extra thôi. 15, như bọn mình mua chai đây 62 đồng. Thuế vô, thuế là thuế bên mình là, để mình coi thuế bên mình là bao nhiêu phần trăm. Thuế bên mình là 7.8.
rồi xong mình là cộng thuế hết xong rồi mình cộng thêm 15 đô, rồi mày cộng thêm 35 đô là tổng cộng 50 đô cho một cái chai, là hơn hơn bằng bằng cái chai nước kho mất tiêu rồi. Cho nên là mỗi khi mà mình mua giờ cho người thân á thì mình phải mua kính mắt, rồi giỏ sách, rồi quần áo, rồi mấy cái đồ lung tung để đủ 35, để đủ 1 pound 10 pound là 35 đô rồi. Xong mình bỏ thêm chai nước kho nữa là mình không tính tiền, chỉ có 35 đô thôi. Còn nếu các bạn muốn mua thêm á là cái thùng đó là đủ hàng rồi, nhưng mà thêm hai chai nước kho là 15 đô đóng cho hải quan. Đó mấy bạn. Không, ủa ha. Thì cái đây mà khi nào mình về đồ đó mình xách tay rồi nó là mình bán với bạn, nó dễ thương, nó thơm, nó dễ hơn ha. À, còn cái mọi người làm dịch vụ bán hàng ở nhiều, mình không biết cái đường đó người ta bán qua xách tay rồi đó, người ta đi giờ đi đi qua đi lại Mỹ Việt Nam người ta xách tay á nó rẻ hơn. Còn mà gửi bình thường ở chỗ mình ở nó cái tiền gửi nó mắc lắm. Thôi, một lần nữa cảm ơn các bạn một lần nữa nhé. Thì nhớ đăng ký kênh của Quỳnh Vlog. Mình cũng sắp được 1.000 sub rồi. Cảm ơn các bạn nhiều nhiều ha. Thì mình tranh thủ thời gian thăm hỏi mọi người. Thì vì thời gian này tiệm cũng đông á, không có thợ cho nên mình phải làm ha. Nhưng mà chung cũng tranh thủ, mình hứa các bạn là tranh thủ đi và thăm các bạn ha. Bye bye mọi người.